Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình Nông Trọng Hay Làm à, Ngày hôm nay mình sẽ cập nhật cái kèo ít lớp này nghe các bạn Thì hiện tại họ đang cho cái sự kiện là mỗi ngày các bạn vô các bạn điểm danh Các bạn điểm danh xong đó, thì các bạn sẽ được cái à, cái thẻ Cái thẻ này nó gọi là cái thẻ bắt cạc các bạn Thì đối với mỗi cái thẻ này á Ở đây thì nó có một cái trang web các bạn có thể đọc được nội dung từng thẻ nè Nhưng mà mình đang bị... À, nó bị um, khóa từng lửa các bạn thì các bạn phải bật cái vpn lên để xem nghe à, thì ở đây thì mình nói một số cái cấp độ thẻ ở đây thì khi các bạn um, à, điểm danh hàng ngày các bạn thì các bạn sẽ được những cái loại thẻ như vậy thẻ vàng nè rồi thẻ xanh nè uh, xanh lá nè rồi thẻ xanh do uh, trời nè rồi thẻ bạc nè, và thẻ đen thì mỗi thẻ này nó cho mình một cái quyền trao đổi thì cái quyền trao đổi này á thì các bạn sẽ um, uh, trao đổi được mỗi ngày là 5 đồng 5 ngàn đồng các bạn để các bạn thấy nè 5 ngàn đồng thì uh, để điểm danh được á thì đầu tiên các bạn sẽ phải um, mình vừa mới điểm danh hôm nay xong thì mình uh, mình lại không, không 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 quay được đâu rồi các bạn để mình coi cái okay. uh, tuy nhiên thì mình sẽ hướng dẫn thôi nó cũng khá đơn giản hay các bạn đầu tiên là các bạn phải à kết nối cái ví của mình nha các bạn trong cái phần ví này nè thì nó có cái phần kết nối ví nè. Thì khi kết nối ví thì các bạn kết nối với cái ví MetaMask của mình. Đây là cái ví MetaMask của mình nè. Rồi sau đó thì các bạn sẽ mỗi ngày các bạn sẽ vô điểm danh nha. Đó. Thì đây các bạn vào điểm danh nè. Thì như ngày hôm nay là ngày 10 thì mình đã điểm danh rồi nè. Thì ở đây nó sẽ có một cái nút để đăng ký. Thì các bạn bấm vào đây thì nó sẽ mở MetaMask lên các bạn chuyển qua mạng polygon nha polygon thì các bạn sẽ à, điểm danh được như mình là mình điểm danh được 7 ngày rồi nè đó thì mình thêm hai ngày nữa thì mình sẽ được cái à, mình điểm danh 6 ngày nè thì thêm một ngày nữa mình sẽ được cái thẻ màu màu xanh lá đây các bạn à, thêm 7 ngày nữa thì mình sẽ được cái thẻ bạc và thêm đó thì nó cứ tăng cấp gì đó thì cái thẻ này các bạn thì các bạn sẽ trao đổi được thì trao đổi là như thế này à, như một ngày mình được 5.000 coi nè ở đây các bạn nhập vào cái số lượng là 5.000 thì ở đây nó sẽ ra cái điểm à, cái đồng à, đồng ít coi thì qua đồng ít lớp thì mình bấm trao đổi đó vậy là nó ra được 50 đồng ít lớn các bạn thì để kiểm tra thì các bạn vào cái mục ví nè các bạn sẽ thấy cái ví ít vớt mình đây đó thì ở đây họ có nói cái đồng à, ít lớp này á các bạn là sẽ đổi qua cái cái đồng VXFLIP này sẽ được đổi qua cái đồng XFLIP 11 và cái đồng XCOI á thì các bạn đổi qua đồng XFLIP này nghe thì sau này cái đồng XFLIP này nó lên sàn á thì các bạn sẽ à, sau này nó sẽ mở cái cổng rút này nè nó sẽ cho các bạn rút về sau đó lên sàn bán và mỗi ngày thì các bạn được chuyển đổi từ 100 000 XCOI nha các bạn lưu ý 5.000 coi qua 50 có nghĩa là tỷ lệ chuyển đổi 100 trên 1 đó các bạn đó À, cái đồng này á, thì các bạn thứ nhất là cứ khoảng um, sau uh, 6 tiếng các bạn thì các bạn sẽ vào các bạn uh, uh, cờ lam một lần nha đó và uh, các bạn mời được càng nhiều á, thì các bạn sẽ vào cái phần uh, my farmer này nè thì các bạn sẽ thấy được cái uh, đội ngũ của mình họ, họ đào gọi là uh, nông dân ấy các bạn thì ở đây các bạn uh, lâu lâu á, các bạn vào đây các bạn sẽ cờ coi về nghe các bạn đó um, Nói đơn giản là thôi các bạn. À, trước đây thì còn một số sự kiện như là à, nuôi à, mấy cái con monster các bạn. À, trứng rồi mấy con monster rồi nhưng mà mình mình mua rồi không có kịp các bạn. Nó 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 cho có à, lâu lâu thì à đây nè, hình như cái này nó mới mở thêm. Nhưng mà nó cứ mỗi lần mà nó mở là người ta mua nhanh lắm các bạn. À, mấy cái trứng nè. Mấy cái trứng đẻ là đẻ ra mấy cái con con monster giống như con Pokemon vậy đó nhưng mà mỗi lần mà nó mở là mình đều mua không có kịp mình cũng lười mua các bạn thành ra là các bạn muốn mua thì các bạn sẽ lên cái phần cái diễn đàn mua của nó như cũng nó tính tám chín đô gì hôm bữa mình vô các bạn mình thấy mắc quá cái thôi còn cái này thì được miễn phí nè nha thì những cái con này hình như nó sẽ cũng tăng cho mình một số cái quyền lợi chuyển để tài sản gì nè nói chung là mình bạn nào mà xem muốn mà, mà, tìm hiểu kỹ cái phần này thì các bạn sẽ vào cái 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 mục và các bạn có thể đọc ở đây này các bạn đó nhưng mà à, thứ nhất là các bạn đọc ở trên phần twitter của họ thứ hai là các bạn sẽ à, nó nó có một cái kênh ở trên medium á các bạn à, cái kênh ở trên medium này nè ở đây nè các bạn để mình coi coi không à, này twitter rồi một một số cái vòng một số cái tin tức của họ thì nó nằm ở trên Twitter một số thì nó nằm ở trên cái trang Medium đó. mình thấy đó, để coi nó nằm đâu à? Đó, thì các bạn có thể xem thêm nha. Đây là ở đây họ họ cũng có một số cái cái um, đó, một số cái status nè để mình đọc thử một số cái status cho các bạn xem nha. cái này sao nó nó báo tùm lum á đau quá rồi thì uh, video này mình chỉ uh, thông báo nhanh vậy thôi cho các bạn thôi để các bạn biết là uh, các bạn kết nối ví rồi sau đó các bạn uh, check in hàng ngày nha các bạn thì các bạn sẽ được cái thẻ rồi từ, từ cái thẻ của mình đó các bạn thì các bạn sẽ uh, lấy được cái đồng này nha đó thì như cái thẻ này nó sẽ báo là cái quyền có hiệu lực từ ngày nào tới ngày nào nè rồi mình đang có cái thẻ gì nè đó đây là những cái thẻ này các bạn thì sau này các bạn cứ khi nào được thì các bạn đổi đó nhưng mình đổi xong thì nó về không rồi nữa các bạn thì có nghĩa là ngày hôm nay mình không cần đổi được nữa để xem được cái lịch sử của của cái đổi này thì các bạn vào đây các bạn xem nghe ở đây nè các bạn sẽ thấy là như ngày hôm nay nó vừa mới trừ đâu rồi đây nhớ yeah, như, như như ngày hôm nay là nó cộng cho mình 50 x lớp nè mỗi ngày nè mình mình đổi qua được nha các bạn rồi thì những bạn nào muốn tham gia cái kèo này mình sẽ gửi cho các bạn cái à, mã mời của mình để các bạn tham gia nhé và đây là các bạn các bạn dùng cái 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 cái, cái chỗ này là mời nông dân nè và nó có 3 cấp mời nha các bạn F1 2 F3 À, các bạn à, mời càng nhiều thì mình được mấy cái con này càng nhiều nha rồi mình chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn nha